Xin chào quý vị và các bạn. Mặc dù cơn bão số 6 đã suy yếu và tan dần trong đất liền, nhưng những dải mây còn sót lại của hoàn lưu sau bão vẫn còn trên khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi. Trời vẫn còn nhiều mây và có mưa rông rải rác, gió thổi đều theo hướng đông nam và cường độ giảm hẳn so với những ngày mưa bão. Hiện nay gió chỉ đạt cấp 4 có lúc cấp 5, tình trạng biển dần ổn định trở lại. Trên vùng biển Bắc và giữa biển Đông, gió cũng có hướng đông nam với cường độ trung bình. Mưa rông chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi nên ít ảnh hưởng đến tầm nhìn. Các hoạt động của tàu thuyền có thể diễn ra bình thường. Còn tại khu vực Nam Biển Đông, vùng biển Vịnh Thái Lan và hầu hết các vùng biển ven bờ từ Quảng Ngãi trở vào cho đến Cà Mau và Kiên Giang, gió hoạt động theo hướng Tây Nam với cường độ trung bình, trời ít mưa, tầm nhìn thoáng, thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trên các vùng biển này. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai, gió trên hầu khắp vùng biển này đều thổi đều theo hướng đông nam với cường độ khoảng cấp 4 cấp 5. Thời tiết đang dần ổn định trở lại và không còn quá xấu như những ngày vừa qua. Tuy nhiên vẫn còn có mưa rông và tập trung nhiều ở khu vực ven bờ nên ảnh hưởng không tốt đến hoạt động của tàu thuyền trên vùng biển này. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ tại đây gió cũng hoạt động theo hướng đông nam với cường độ trung bình, trời ít mưa hơn vùng biển phía Bắc nhưng vẫn có mưa rông rải rác làm hạn chế tầm nhìn nên ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến các hoạt động lưu thông trên biển của tàu thuyền. Dọc theo vùng biển miền Trung, khu vực từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Trong đêm nay và ngày mai thời tiết tốt dần lên, mưa rông chỉ còn xuất hiện một vài nơi nên ít ảnh hưởng đến tầm nhìn. Đồng thời gió có hướng nam đến đông nam với cường độ chỉ ở mức cấp 4 cho nên sóng biển không cao, tình trạng biển trở nên ổn định hơn. Do vậy bà con ngư dân có thể khai thác đánh bắt trở lại. Xuôi xuống khu vực biển từ Bình Định cho đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý, không giống như vùng biển phía Bắc thì tại đây gió thịnh hành theo hướng nam đến tây nam với cường độ trung bình, thời tiết tương đối ổn định, trời ít mưa, tầm nhìn xa thông thoáng, sóng biển không cao, tình trạng biển thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau bao gồm Côn Đảo lùi sâu về phía nam từ gió trên vùng biển này thịnh hành theo hướng tây nam với cường độ trung bình. Thời tiết nơi đây cũng ít mưa vào ban ngày nhưng vào chiều tối thì lại xuất hiện mưa rào và rông rải rác cho nên tầm nhìn xa bị hạn chế, ảnh hưởng phần nào đến các hoạt động hàng hải và việc đánh bắt của bà con ngư dân. Vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu nằm về phía tây, trên khắp vùng biển này gió vẫn thổi đều theo hướng tây nam với cường độ khoảng cấp 4, ban ngày trời nắng, đến chiều tối mây dông phát triển và gây mưa rải rác, làm tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km trong mưa. Tàu thuyền của bà con ngư dân cần chú ý phòng tránh những cơn mưa dông ở vùng biển ven bờ. Vùng biển Vịnh Thái Lan không khác biệt nhiều so với vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang. Gió tại đây cũng hoạt động theo hướng Tây Nam với cường độ khoảng cấp 4, cấp 5. Vào chiều tối thì những đám mây dông phát triển mang mưa dông đến vùng biển này, làm hạn chế tầm nhìn và đôi khi có gió giật mạnh trong cơn dông gây nguy hiểm cho các tàu thuyền nhỏ trên vùng biển này. Trở ra phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa. Sau những ngày thời tiết xấu thì trong đêm nay và ngày mai, trên hầu khắp vùng biển này gió thịnh hành theo hướng đông nam với cường độ khoảng cấp 4 có lúc cấp 5. Mưa dông chỉ còn xuất hiện một vài nơi nên ít ảnh hưởng đến tầm nhìn. Tình trạng biển tương đối ổn định, thuận lợi cho việc di chuyển và hoạt động của các phương tiện tàu thuyền. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc, gió trên vùng biển này không được ổn định. Phía Bắc thì có hướng nam đến đông nam, trong khi phần phía nam thì gió có hướng nam đến tây nam có cường độ ở mức cấp 4 có lúc cấp 5. Thời tiết đang chuyển tốt hơn, mưa rào và dông chỉ còn xuất hiện ở vài nơi nên tầm nhìn thoáng, các hoạt động hàng hải có thể diễn ra bình thường. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây, gió trên khắp vùng biển này hoạt động theo hướng tây nam với cường độ khoảng cấp 5. Hầu hết các nơi sóng biển cao dưới 2 m, ban ngày trời tương đối ít mưa cho nên thuận lợi cho các hoạt động hàng hải và đánh bắt. Tuy nhiên thì đến buổi chiều mây đối lưu lại có xu hướng phát triển, gây ra mưa rông rải rác làm hạn chế tầm nhìn và có thể xuất hiện gió giật mạnh trong cơn rông gây ảnh hưởng đến tàu thuyền. Vì vậy các tàu thuyền cần chú ý. Như vậy là bão số 6 tan đi, nhưng thời tiết nhiều vùng biển vẫn chưa đảm bảo an toàn và thuận lợi cho các hoạt động hàng hải và khai thác. Quý vị và các bạn có thể đón xem những diễn biến mới nhất về thời tiết biển trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.